Chấn động, sự thật 7 ngày đầu tháng 4 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, đắc lộc ơn trên, vận may ập đến bất ngờ, trúng số cực mạnh, đổi đời giàu có đến già. Quý cô bác Mậu Tuất kính mến, cổ nhân có câu nói, tiền có 8 chân, nhưng người chỉ có 2 chân. Cổ nhân cho rằng, tiền có thể từ 4 phương 8 hướng mà đi nên tiền có 8 chân, nhưng người chỉ có 2 chân, muốn đuổi theo tiền thì khó khăn vô cùng. Chỉ có dựa vào phúc phận của mình mà hoán đổi. Khi bạn có phúc phận đủ đầy, thì tiền ắt tự theo đuổi bạn. Đây mới là việc chính tường. Và trong video tử vi 7 ngày đầu tháng 4 âm lịch ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu xem liệu con giáp tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 sẽ gặp phải những vận hạn và may mắn nào trong 7 ngày đầu tháng 4 âm lịch 2024 này quý cô bác nhé. Trước khi đến với phần luận giải nội dung chi tiết, ta hãy điểm nhanh qua đặc điểm tính cách của người tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, có điều gì nổi bật ngay sau đây. Trong 12 con giáp, tuổi Mậu Tuất là biểu tượng cho con chó, sinh vật thứ 11 trong hệ tử vi, tuổi Mậu Tuất có thiên can Mậu, dương thổ, địa chi Tuất, dương thổ can và chi cùng hành thổ. Quan hệ tương hợp này giúp cho bản mệnh là những người có thực lực hơn người, cuộc đời gặp nhiều may mắn, ít trắc trở. Nếu sinh vào mùa đông xuân và các tháng giao mùa là hợp mùa sinh. Vận trình cuộc đời nhàn hạ, sung túc, ấm no. Phần lớn Mậu Tuất sống sớm xa gia đình. Mậu Tuất rất tinh tế, có khả năng cảm thụ và năng lực nghệ thuật. Họ là những người duy mỹ, thích cầu kỳ, trau chuốt tỉ mỉ và kỹ lưỡng trong cuộc sống. Mậu Tuất không phải kẻ tham lam. Họ có tinh thần tập thể cao, thích các hoạt động xã hội, nhưng lòng hay lo nghĩ, tâm trạng ít khi được nhàn nhã. Tuổi Mậu Tuất có tuổi trẻ khá vất vả, đều thành công từ hai bàn tay trắng. Bởi thế, họ luôn trân trọng những thứ mình đang nắm giữ. Dù việc lớn hay việc nhỏ gì, họ cũng cố gắng hoàn thành để đạt những thành tựu nhất định cho bản thân. Họ không chê bai ít hay nhiều. Bản thân họ biết mình đang đứng ở vị trí nào trong xã hội. Do đó, mọi việc làm của họ đều thuận thành và suôn sẻ. Có thể nói rằng, họ là người luôn đặt mục tiêu rõ ràng. Trước khi làm việc, đều có kế hoạch rõ ràng. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, cũng do đó mà con đường sự nghiệp gặt hái vô số thành công. Mọi việc làm của họ đều có sự tính toán từ trước, phần thắng nắm chắc trong tay thì họ mới tiến hành. Bởi thế, khả năng thất bại của họ dường như không có, nếu có cũng từ tiểu nhân ganh ghét mà ra. Cần chú ý cẩn thận nhé. Tuổi Mậu Tuất số không được cậy nhờ, thân độc, sống chủ yếu tự thân vận động lập nghiệp. Người này cần chú ý, khi hợp tác làm ăn vì dễ bị phản phúc, lừa gạt. Cuộc đời thường cô quạnh, của cải làm ra thường khó giữ được, cần chú ý. Tuy nhiên, về hậu vận lại an nhàn, ấm no, vì họ có nghề nghiệp ổn định, không phải lông bông. Họ là người có học, tuy nhiên khó vào, song, họ vẫn là người sáng suốt, tính toán cơ mưu khi gặp việc khó khăn. Nhìn chung, tuổi Mậu Tuất là những người sống ngay thẳng, thật thà. Trong bất cứ công việc gì, họ sẽ luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên hết, không bao giờ vì tiền tài, vật chất, địa vị mà đánh mất phẩm giá của con người mình. Trong các mối quan hệ, người tuổi Mậu Tuất thường được mọi người yêu mến, kính trọng, bởi họ luôn có cách giải quyết thông minh, thấu tình, đạt lý trong mọi tình huống. Tuy luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người, nhưng thực chất, Mậu Tuất thường sống rất cẩn thận, không dễ dàng đặt niềm tin vào bất kỳ ai. Tuổi Mậu Tuất thường là những người rất tốt bụng, họ luôn nghĩ cho người khác hơn là nghĩ cho bản thân. Họ thẳng thắn và vị tha, sẵn sàng bao dung cho những sai lầm của người khác, nhưng họ lại rất cẩn trọng với những sai lầm của chính mình. Tuổi Mậu Tuất không chú trọng về chuyện tiền bạc, nhưng họ lại rất quan trọng chuyện đi kiếm tiền. Họ trung trực, ngay thẳng và thẳng thắn, nên trong các quan hệ xã hội, họ có thể gặp những chuyện không hay. Họ không phải là người theo chủ nghĩa thực dụng, vật chất, họ luôn dung hòa được hai sự việc, sự vật mâu thuẫn. Đôi khi ở khía cạnh tiêu cực, tuổi Mậu Tuất là những người khá bảo thủ, hay cả thẹn, hay nhúng mũi vào chuyện của người khác. Chính vì sự giỏi giang và thấu hiểu mọi sự mà họ có những lúc bảo thủ và không nghe ai nói. Những khi có việc xảy ra cùng cả nhóm, tuổi Mậu Tuất sẽ đứng ra chịu trách nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ như một trưởng nhóm thực sự được giao việc. Khi có việc xung đột, mâu thuẫn, họ thường có thái độ muốn giải quyết vấn đề chứ không hận thù. Họ cũng là người khá đa nghi, nhưng sẽ không tùy ý phê phán mà không có căn cứ vững chắc. Tuổi Mậu Tuất thường độc đáo, mang một phong cách riêng. Người ngoài thường rất khâm phục cách nghĩ và cách hành DNG quân tử của họ. Bản thân tuổi Mậu Tuất ưa tác phong thanh lịch, nhẹ nhàng. Lối hành xử thô bỉ đối với họ thì chắc chắn họ sẽ không làm việc với những người có tác phong này.
và cũng thường không gần gũi. Không chỉ ý thức về bản thân, mà Mậu Tuất cũng là những người rất nghĩa khí, trọng sự công bằng, lẽ phải, chân lý trong cuộc sống. Họ luôn biết cách cư xử và có mối quan hệ chan hòa với mọi người. Người tuổi Mậu Tuất rất thành thật và khiêm tốn. Họ nổi bật với lòng trung thành, tính thụ động và khá thực tế, có số phận an nhàn, luôn thuận buồm xuôi gió. Nhưng sách ghi chép vận mệnh, những người tuổi Mậu Tuất mang cung mệnh đại gia, lại cho thấy phần lớn họ mang mệnh phú quý, đều mang tính tình cứng cõi, quyết đoán, lòng đầy tự hào, khinh thế ngạo vật, đôi khi tự cao tự đại, có sự độc lập một cách đáng kinh ngạc. Họ có tố chất là một thủ lĩnh đầu đàn để quán xuyến tất cả mọi việc, tuy nhiên, họ lại làm việc trong tâm thế khá nóng nảy, lỗ mãng, lại đa nghi, nên dễ tuân theo cảm xúc mà đưa ra quyết định sai lầm, gây hối tiếc về sau. Đây chính là điểm yếu khiến họ gặp nhiều thất bại trong tiền vận, mà mãi đến trung vận mới có thể nhận ra. Có một số tuổi nhận ra sớm nhờ được quý nhân chỉ giáo, có thể giàu sang ngay trước ngưỡng tuổi tứ tuần. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của con giáp tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, trong 7 ngày đầu tháng 4 âm lịch. Về chuyện gia đạo của tuổi Mậu Tuất trong thời gian này thì lại có lắm nỗi gian truân, ngũ hành tương khắc cho thấy vợ chồng con cháu của bản mệnh sẽ mâu thuẫn với nhau. Dù nguyên nhân có thể rất nhỏ nhặt, bản mệnh không thể ép buộc người thân phải làm theo mọi mong muốn của mình. Hãy thử đặt mình vào vị trí của người ấy, hạ cái tôi xuống một chút, có thể bạn sẽ nhìn nhận mọi việc theo hướng khác. Trên phương diện kinh tế, tuổi Mậu Tuất đưa ra được những quyết định khá đúng đắn trong đầu tư kinh doanh. Có thể đồng tiền không chảy về túi của bản mệnh ngay lập tức, nhưng vẫn sẽ có những lời lãi nhất định, giúp bạn kiên định hơn với định hướng của mình. Tuy nhiên, hãy kiềm chế tính nóng nảy của mình, để không gây ra những mâu thuẫn với khách hàng, đối tác, đồng nghiệp xung quanh. Trên phương diện sự nghiệp, được tam hội phù trợ, bản mệnh phát huy được tài năng của mình, lại biết lãnh đạo cổ vũ, mọi người hướng tới mục tiêu chung. Vì vậy, không ít người ghi được điểm trong mắt lãnh đạo, đạt được cột mốc mới trong công việc. Nếu chú ý hơn đến cách nói năng, cư xử, thì bạn dễ mở rộng được các mối quan hệ xã giao hữu ích. Sau đây sẽ là luận giải chi tiết vận trình tử vi trên từng phương diện của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, trong 7 ngày đầu tháng 4 âm lịch. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, trong 7 ngày đầu tháng 4 âm lịch 2024. Tình hình tài lộc của người tuổi Mậu Tuất nhìn chung khá hanh thông, thuận lợi trong thời gian này. Nhờ có tam hợp nâng đỡ, bản mệnh chăm chỉ làm lụng thì ắt kiếm được một khoản tương xứng. Với người làm công ăn lương, những đóng góp của bạn được lãnh đạo đánh giá cao, cấp trên sẵn sàng dành cho bạn những lời khen có cánh và những khoản thưởng nóng. Nếu tự tin với những gì mình đã làm được, bạn có thể tự đề xuất thăng chức tăng lương cho mình, khả năng được chấp thuận là khá cao. Với người làm kinh tế, bạn đang nhận được những khoản lời lãi đầu tiên sau quá trình đầu tư trước đó. Điều này cho thấy bạn đang có những quyết định khá đúng đắn. Vì vậy, hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa, tương lai bạn sẽ còn nhận được những khoản hậu hĩnh hơn. Những người làm nghề tay trái hoặc sắp xếp làm thêm cũng sẽ nhận được khoản thù lao dư giả. Bạn đã dần có chỗ đứng trên thị trường, nên hợp đồng với đối tác cũng ngày một nhiều hơn. Dù vất vả nhưng bạn thấy xứng đáng. Điều con giáp này cần chú ý là hạn chế tính nóng nảy của mình để tránh mâu thuẫn với khách hàng, đối tác. Điều này không đem lại lợi ích gì cho bạn, thậm chí còn khiến bạn bị ảnh hưởng danh tiếng, gây tác động không tốt đến doanh thu. Xét về phương diện sự nghiệp của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, trong 7 ngày đầu tháng 4 âm lịch 2024. Xem tử vi 7 ngày đầu tháng 4 âm lịch của tuổi Mậu Tuất cho thấy, cục diện tam hội đem lại nhiều tác động tích cực cho vận trình sự nghiệp của người tuổi Mậu Tuất. Nhiều cơ hội xuất hiện, mở ra cho bạn nhiều triển vọng trong công việc. Bạn nắm bắt được và cố gắng không ngừng thì ắt gặt được thành công. Con giáp này biết được khả năng của mình là gì, nên phát huy đúng lúc, đúng chỗ, khiến nhiều người phải ngạc nhiên vì những gì bạn làm được. Ngoài ra, bạn còn thể hiện được tài lãnh đạo chỉ huy của mình, truyền động lực cho mọi người để cùng cố gắng vượt qua khó khăn, gặt hái thành công mới. Với người làm lãnh đạo, bạn tạo được cái uy với nhân viên cấp dưới của mình, khi luôn bình tĩnh và nghiêm túc trong mọi tình huống, để có thể đưa ra những quyết sách chính xác nhất, công ty có thể đạt được bước tiến mới trong thời gian này. Hãy chú ý đến cách nói năng hành xử của mình, luôn cởi mở và chân thành với mọi người, để xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp. Quan hệ rộng rãi cũng giúp bạn được tiếp xúc với nhiều cơ hội hơn, gặp khó khăn cũng không sợ không có người giúp sức. Nguyệt lệnh trường sinh khuyên tuổi Mậu Tuất có thể dành thêm thời gian để làm các công việc thiện,
giúp đỡ những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn, bạn đối xử tốt đẹp với mọi người, thì sớm muộn gì cũng nhận được những món quà cuộc sống đem lại. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, trong 7 ngày đầu tháng 4 âm lịch 2024, người tuổi Mậu Tuất cần phải lưu tâm đến phương diện sức khỏe trong thời gian này. Bản mệnh phải chịu ảnh hưởng của hung tinh Bạch Hổ, hãy cẩn thận khi leo trèo, khi tham gia giao thông hoặc khi lao động tay chân, vận hành máy móc, kẻo dễ vướng họa huyết quang. Khi cảm thấy cơ thể mệt mỏi, không tỉnh táo, bạn cần phải cho phép mình nghỉ ngơi, đừng cố gắng quá sức khiến sức khỏe suy giảm, dễ gây ra sai sót hoặc gặp sự cố không đáng có. Hãy sắp xếp thời gian trong ngày để tập luyện thể dục thể thao, tăng cường sức khỏe, tránh nguy cơ mắc phải những căn bệnh như đau đầu, đau xương khớp, đau dạ dày. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, trong 7 ngày đầu tháng 4 âm lịch 2024. Xem tử vi 7 ngày đầu tháng 4 âm lịch của tuổi Mậu Tuất thấy rằng, phương diện gia đạo của người tuổi Mậu Tuất không được như ý trong thời gian này, phần lớn là do cách hành xử của bạn. Vì vậy, con giáp này cần dành thời gian nhìn nhận lại bản thân, chứ không phải là trách móc người này, người khác. Với gia đình và người thân, bạn cần hạn chế tranh cãi với nhau vì những vấn đề nhỏ nhặt, điều gì bỏ qua được thì nên bỏ qua, chớ nên nhắc đi nhắc lại khiến cả đôi bên đều cảm thấy bực bội. Khi mâu thuẫn xảy ra, bạn chớ nên nói lời nóng này, gây tổn thương cho người thân, hãy hạ cái tôi cá nhân xuống, đừng bắt người thân nghe theo mọi ý kiến của mình, hãy thử đặt mình vào vị trí của đối phương, biết đâu bạn sẽ có cách nhìn nhận vấn đề khác đi. Khẩu quyết: kinh doanh buôn bán trong tháng không mấy khả quan. Quý nhân: tuổi Hợi, tuổi Tỵ. Tiểu nhân: tuổi Dậu, tuổi Dần. Màu sắc may mắn: trắng, xanh. Con số may mắn: 19, 44, 50. Tiếp theo chương trình sẽ là phần luận giải chi tiết tuần lễ vàng trong tháng 4 âm lịch của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Tử vi tuần đầu tiên, tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, tháng 4 âm lịch 2024. Xét về phương diện sức khỏe, tuần này sức khỏe của bản mệnh có dấu hiệu sa sút, nên chú trọng hơn tới việc chăm sóc bản thân, việc dưỡng sinh cần được quan tâm hơn. Sức khỏe là vốn quý, mà nếu mất đi sẽ không thể lấy lại. Lưu ý, trong tuần có sự xuất hiện của Bạch Hổ hung tinh, mang theo điểm báo về tai nạn bất ngờ, họa huyết quang. Người tuổi Mậu Tuất hết sức lưu ý khi đi lại, tham gia giao thông, xuất hành xa, thậm chí khi ở trong nhà bạn cũng nên cẩn thận, chớ để đồ đạc sắc nhọn, dễ vỡ nơi hớ hênh, có thể gây nguy hiểm cho bản thân và cả người trong gia đình. Tuần này cũng nên tránh xa các hoạt động liều lĩnh và nguy hiểm, nếu không sẽ làm tổn hại chính mình. Xét về phương diện gia đạo của tuổi Mậu Tuất trong tuần này được dự báo là tương đối ổn định, tam hợp sẽ giúp tình cảm thêm hài hòa và gắn kết gia đình, tình cảm thuận hòa. Đây là khoảng thời gian đáng để bạn trân trọng và tạo nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau. Các cặp vợ chồng nên học cách đồng cảm với những áp lực mà nửa kia phải chịu đựng. Lúc nóng giận không nên nói lời chia ly, hãy nghĩ về con cái. Ngoài ra, vì quan hệ xã hội của bạn có xu hướng phát triển rực rỡ trong tháng, nên bạn cũng phải hạn chế thái độ quá nhiệt tình đối với đồng nghiệp, đối tác, tránh để hiểu nhầm phát sinh. Xét về phương diện tài lộc, xem tử vi tuần của tuổi Mậu Tuất, nhờ tam hợp cục nhập mệnh nên phương diện tài lộc của con giáp này khởi sắc rõ rệt, tiền bạc rủng rỉnh, cơ hội tăng thêm thu nhập đến với cả người làm công ăn lương, lẫn người làm kinh doanh, cần nhanh tay nắm bắt, người làm công việc cố định có thu nhập ổn định, nếu làm thêm nghề tay trái thì nguồn thu sẽ dồi dào hơn. Riêng người kinh doanh buôn bán sẽ có một tuần khởi sắc rực rỡ với tài lộc ùn ùn đổ về, thời điểm này thích hợp để khởi nghiệp hay mở rộng quy mô kinh doanh. Người tuổi Mậu Tuất có thể cân nhắc để không bỏ lỡ thời cơ, có những lúc cần một chút máu liều, không thể luôn chọn phương án an toàn được. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bản mệnh bất chấp tất cả để kiếm tiền, mà bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo hay là không cân nhắc tính an toàn. Khi có ý định sử dụng nguồn tiền vốn, lưu ý thời điểm, Lâm Tuyệt Cung có thể mang tới những biến động lớn về tiền bạc, lại thêm cả sao số Bạch Hổ. Nếu không cẩn thận, bạn có thể vướng phải tranh chấp, kinh doanh giấy tờ nhập nhằng, mua bán hay hợp tác gặp người cháo trở, thậm chí tình huống nguy cấp còn có thể vướng họa lao tù. Lời khuyên dành cho bản mệnh là đừng thấy cái lợi trước mắt mà bỏ qua hết những tín hiệu bất thường, cẩn tắc vô ưu, tính toán thận trọng không bao giờ là dư thừa. Bên cạnh đó, bạn cũng nên chú trọng cả việc tiết kiệm, kiếm được nhiều tiền mà không tích lũy thì tiền núi cũng sẽ cạn kiệt,
Nếu tuổi Mậu Tuất không giỏi trong khâu quản lý tài chính, có thể nhờ người thân, người đáng tin cậy để tay hòm chìa khóa, giúp một khi có khoản tích lũy đảm bảo, bạn cũng có thể tự tin để theo đuổi lý tưởng của mình. Xét về phương diện sự nghiệp, trong tuần sự nghiệp của người tuổi Mậu Tuất đang tiến triển khá tốt, con giáp này nhờ có sự tương trợ từ quý nhân tam hội, nên thành tựu gặt hái được không phải nhỏ, mưu sự có phần dễ dàng hơn, nhờ đó, thu nhập cũng tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa là thành công của Mậu Tuất từ trên trời rơi xuống, bản thân con giáp này cũng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có thể nắm lấy được cơ hội thể hiện năng lực của mình. Đặc biệt, càng về cuối tuần công việc càng nhiều và áp lực, đòi hỏi người tuổi này cần bình tĩnh, sáng suốt thì mới không phạm sai lầm, khiến công sức nỗ lực trước đó đổ sông đổ biển. Cần hết sức lưu ý tuần này, nguyệt lệnh lâm tuyệt ở Mậu Tuất có thể khiến vận trình biến động theo chiều hướng khó đoán, sẽ có lúc bạn thấy mọi việc thăng hoa rực rỡ, nhưng cũng có khi tụt dốc, thăng trầm bất định, tinh thần của bản mệnh cũng bị ảnh hưởng. Theo đó, cần có sự chuẩn bị tâm lý vững vàng. Bạch Hổ và Thiên Quang Hung Tinh đồng loạt tác động cũng khiến vận tiểu nhân tiềm tàng. Trong tuần này, bạn càng cần đề cao cảnh giác với những mối hợp tác hoặc đầu tư mờ ám. Thông tin cần được kiểm chứng rõ ràng, chớ vội tin lời chào mời dụ ngọt của ai đó quá nhanh. Các mối quan hệ trong công việc của bạn cũng có thể đang tốt đẹp bỗng diễn biến xấu đi do va chạm trong quá trình làm việc chung. Do đó, bản mệnh nên học cách kiềm chế cảm xúc, ẩn mình chờ thời cơ. Tốt nhất cần tập trung vào mấu chốt công việc, đừng vì nóng nảy nhất thời mà gây hấn với những người xung quanh. Nhìn chung, sự nghiệp có thuận có nghịch, nhưng cái chính, sự thành hay bại là do tuổi Mậu Tuất quyết định. Yếu tố vận mệnh chỉ là phụ, cái chính là bản mệnh phải tự biết xoay sở, kiềm chế cảm xúc, tập trung suy nghĩ thấu đáo mọi việc trước khi tiến hành mọi thứ. Sẽ đâu vào đó nếu một khi bạn hạ quyết tâm và kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng, sẽ không có khó khăn, trở ngại nào ngăn cản nổi bước tiến của bạn. Tử vi tuần thứ hai, tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, tháng 4 âm lịch 2024. Xét về phương diện sức khỏe, xem tử vi tuần của 12 con giáp cho thấy, lục bạch ngụ tại trung cung, nhắc nhở bản mệnh nếu phải đi xa trong tuần này, thì cần phải hết sức chú tâm, đảm bảo an toàn cho bản thân, đừng để xảy ra những sự việc đáng tiếc. Con giáp tuổi Mậu Tuất nên nhớ, việc đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh là điều ưu tiên hàng đầu trong thời gian này. Trong các chuyến đi xa, bản mệnh hạn chế việc cầm lái vì khả năng tập trung không cao. Ngoài ra, Bạch Hổ Hung Tinh dự báo có những điều gây bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh. Thay vì việc cố gắng uống thuốc bổ, thì bạn nên lắng nghe cơ thể mình, ăn uống đúng bữa, thể dục thường xuyên. Xét về phương diện gia đạo, tử vi tuần mới của tuổi Mậu Tuất cho thấy, tam hội gợi nhắc cho con giáp tuổi Mậu Tuất để bản mệnh biết trân trọng hơn hạnh phúc đang có, dù là những việc nhỏ mà người thân làm cho bạn, vì tình cảm chứ không phải vì mục đích vụ lợi nào cả. Với những ai biết cố gắng sửa chữa sai lầm, vun vén hạnh phúc gia đình, thì nay cũng đã có dấu hiệu tích cực khi người thân bao dung, sẵn sàng chờ đón bạn quay trở về. Con cháu của bạn lúc này cũng nhận được tin vui bầu bí, hân hoan thông báo cho nội ngoại hai bên. Xét về phương diện tài lộc, tử vi tuần của tuổi Mậu Tuất thấy rằng thiên tài ghé thăm là tín hiệu đáng mừng cho con giáp tuổi Mậu Tuất. Ở khía cạnh tiền bạc, có thể nói bạn tìm được niềm vui ngay cả trong sự bận rộn, vất vả. Hiện tại, nhiều người nhảy việc trong thời gian này và tìm được nơi có thu nhập cao hơn. Nhờ thế mà bạn được cải thiện, cuộc sống cảm thấy ổn định hơn trước rất nhiều. Quan trọng là tài chính được cải thiện, các khoản thu đang đổ về, nên bạn cảm nhận được rõ việc công sức của mình đang được bù đắp. Bạn muốn nói lời cảm ơn tới những ai đã giúp đỡ bạn suốt thời gian vừa qua. Mặt trái của việc có nhiều tiền trong tay, đó là tuổi Mậu Tuất có xu hướng mua sắm thiếu tính toán. Bạn muốn thỏa mãn các sở thích của mình ngay lập tức và không thích phải tính toán, cân đối, so sánh như trước đây. Bạn phải sớm nhận ra vấn đề này để tránh chi tiêu hoang phí. Xét về phương diện sự nghiệp, căn cứ vào tử vi tuần của 12 con giáp nhận thấy, tuần mới mang tới vận may như ý. Một số thắc mắc của bạn được giải đáp, giúp bạn đi đúng hướng hơn trong việc định hướng sự nghiệp. Việc kinh doanh của tuổi Mậu Tuất thuận lợi, khi bạn không chỉ thu hút được khách hàng mới, mà còn có rất nhiều khách hàng cũ quay trở lại mua hàng, tạo độ uy tín cho bạn trong mắt mọi người. Ngũ hành xung khắc chỉ là những mâu thuẫn khó tránh khỏi nơi công sở. Thế nhưng, chính nhờ thái độ dứt khoát, rõ ràng của bản mệnh đã đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý các tình huống khó khăn. Bạn khá thận trọng trong lời nói, chấp nhận chịu thiệt để giảm thiểu rắc rối có thể xảy ra trong tuần. Đôi khi người ta không cố tình gây khó dễ, chỉ là đang có những hiểu nhầm xảy ra giữa hai người mà thôi. Vì thế,
hãy từ tốn giải thích thay vì to tiếng tranh cãi. Tử vi tuần thứ 3, tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, tháng 4 âm lịch 2024. Xét về phương diện sức khỏe, xem tử vi tuần của tuổi Mậu Tuất con giáp này không cần quá lo lắng về sức khỏe, nguyệt lệnh ở đất trường sinh, bản mệnh dù đang ốm cũng dần thấy cơ thể chuyển biến tích cực hơn. Sức khỏe là vốn quý ai cũng cần có, thời gian này, thời tiết nắng nóng, dễ mắc phải các bệnh theo mùa, bản mệnh cần chú ý uống nhiều nước, ăn thêm những loại thực phẩm có tính hàn để giảm nhiệt trong cơ thể. Thời điểm này, các cặp ông bà tuổi Mậu Tuất có thể sẽ đón tin vui về con cháu, hãy chuẩn bị thật tốt cả về tinh thần và vật chất để đón chờ thiên thần nhỏ đến với mình. Về gia đạo, xem đường gia đạo của tuổi Mậu Tuất tuần này, tử vi cảnh báo con giáp này chớ nên ép buộc bản thân mình quá mức, có những thứ cần có thời gian để đạt được ngưỡng cần thiết, tình cảm là thứ cần phải nuôi dưỡng từng ngày, không gì có thể gượng ép mà thành, dù có thành thì cũng chỉ là thứ tình cảm dễ đến rồi lại đi, chứ không thể bền vững, hãy giảm bớt áp lực với chính bản thân mình, cũng đừng yêu cầu quá nhiều về tiêu chuẩn nửa kia. Tình cảm cần phải quyết định bởi tình cảm, chứ đừng để lý trí lấn át hết cả cảm xúc. Khác với tử vi tuần trước, hãy trân trọng hạnh phúc mình đang có, đừng nghĩ rằng mình xứng đáng có được những thứ tốt đẹp hơn mà buông bỏ người thật lòng yêu thương mình. Xét về phương diện tài lộc, xem vận trình trong khoảng thời gian này, người tuổi Mậu Tuất không cần quá lo lắng về chuyện tiền bạc, thực thần độ mệnh, thần tài luôn ở bên che chở, lộc trời cho thoải mái mà hưởng. Người làm công ăn lương thu nhập ổn định, nếu làm thêm nghề tay trái thì nguồn thu sẽ dồi dào hơn, riêng người kinh doanh buôn bán sẽ có một tuần khởi sắc rực rỡ với tài lộc ùn ùn đổ về nhà. Thời điểm này thích hợp để khởi nghiệp hay mở rộng quy mô kinh doanh. Người tuổi Mậu Tuất có thể cân nhắc để không bỏ lỡ thời cơ. Có những lúc cần một chút máu liều, không thể luôn chọn phương án an toàn được. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần phải thận trọng, chứ đừng mạo hiểm quá mức. Bạch hổ hung tinh là điểm báo cho thấy con giáp này có nguy cơ vướng phải chuyện kiện tụng, lao tù nếu không cẩn thận trong giấy tờ làm ăn, mua bán hay hợp tác. Đừng thấy cái lợi trước mắt mà bỏ qua hết những tín hiệu báo động đang rung lên, bạn có thể bị lừa gạt mà vẫn chắp tay dâng tiền lên đó. Bát bạch nằm ở trung cung, theo phong thủy phi tinh trong tuần này, người tuổi Mậu Tuất nên dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, tránh để đồ đạc ở vị trí giữa nhà. Về phương diện sự nghiệp, theo dõi tử vi tuần của tuổi Mậu Tuất, vận trình sự nghiệp của con giáp này đang tiến triển khá tốt, bản mệnh được quý nhân tam hợp che chở và nâng đỡ, nên dễ dàng giành được thành công. Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa là thành công từ trên trời rơi xuống, bản thân con giáp này cũng phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có thể nắm lấy được cơ hội thể hiện năng lực của mình. Khi đã có nền tảng vững vàng, có bệ phóng vững chắc thì chuyện thăng tiến không còn gì quá khó khăn nữa. Tuy nhiên, những người tuổi này cần phải nỗ lực để giữ vững phong độ, trong khoảng thời gian thử thách sắp tới, sẽ có nhiều áp lực đặt nặng lên vai, khiến cho con giáp này có lúc cảm thấy nghẹt thở và muốn buông xuôi, nhưng nếu bạn vượt qua được, thì bạn sẽ xứng đáng nhận được những phần quà bất ngờ. Tử vi tuần cuối cùng, tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, tháng 4 âm lịch 2024. Xét về phương diện sức khỏe. Sức khỏe của tuổi Mậu Tuất có nhiều dấu hiệu bất ổn. Trong tuần có nguyệt lệnh lâm đất bệnh, hung tinh này khiến bản mệnh có nguy cơ đối diện với nhiều nguy hiểm và bệnh tật bất ngờ. Bạn nên tìm cách để tăng cường sức đề kháng và hệ miễn dịch. Lại thêm sự xuất hiện của bạch hổ hung tinh có thể gây ra điểm thương tật hoặc hỏa huyết quang, bản mệnh nên đi đứng cẩn thận, tránh bị té ngã hoặc gặp tai nạn xe cộ bất ngờ, nguy hiểm tính mạng. Ngoài ra, với những ai từng có bệnh sử mắc bệnh xương khớp và mắt, nên có chế độ dưỡng sinh hợp lý, tránh bệnh cũ tái phát, cần tăng cường luyện tập thể thao hơn nữa, lười vận động sẽ là nguyên nhân gây ra vô số căn bệnh nghiêm trọng. Xét về phương diện gia đạo, cát thần và tam hội rất có lợi cho đường gia đạo của tuổi Mậu Tuất trong tuần này. Vận trình tình cảm ngày càng khởi sắc rực rỡ, đào hoa vượng, nhân duyên tốt lành ùn ùn kéo tới, chuyện tình cảm nhanh chóng được thăng hoa. Theo phi tinh tháng, hướng đông nam là nơi có sao nhất bạch cư ngụ. Đây là phương vị vượng đào hoa và nhân duyên. Khu vực này nên thường xuyên để một lọ hoa tươi để kích hoạt đào hoa và thúc đẩy gia đạo bền chặt. Xét về phương diện tài lộc, căn cứ vào tử vi tuần của 12 con giáp, cùng với công việc thuận lợi, vận trình tài lộc của tuổi Mậu Tuất cũng trên đà khởi sắc. Dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh, buôn bán tự do, thì trong tuần đều gặt hái kết quả như ý. Con giáp này đang có nhiều cơ hội kiếm tiền, kinh doanh buôn bán được lộc trời ban,
hứa hẹn doanh thu bất ngờ đáng để chờ đợi. Chính tài và thứ tài đều có thu hoạch nhất định, có khả năng sẽ được đề nghị tăng lương hay mức thưởng hoa hồng của bạn sẽ được chấp thuận. Hơn nữa, bản mệnh khá khéo léo trong các mối quan hệ xã giao. Đây chính là thời điểm để bạn tận dụng triệt để những mối quan hệ tốt đã tạo lập trước đó, rất có lợi cho việc kinh doanh, đầu tư trong tháng. Nguồn vốn đầu tư trong giai đoạn này hoàn toàn hợp lý, khi các khí từ cục diện bán hợp đang lan tràn. Nếu đang có sẵn nguồn vốn rủng rỉnh, bản mệnh có thể thử sức. Có điều, làm gì cũng cần bình tĩnh và thận trọng bởi bạch hổ hung tinh có thể mang đến điểm xui xẻo, phá tải bất cứ lúc nào. Dù có ham kiếm tiền đến đâu, bạn vẫn cần đề cao cảnh giác với những mối hợp tác hoặc đầu tư mờ ám. Đừng bất chấp pháp luật mà làm liều kiểu vi phạm pháp luật, vướng họa lao mục. Chỉ cần lưu ý, trong đầu tư biết đúng điểm dừng, tránh tham thì thâm là được. Xem phi tinh tuần có bác bạch chủ tài khí ngụ ở hướng Tây Nam. Đây được coi là phương vị vượng vận khí và tài khí. Ngoài việc bài trí khu vực này thoáng đãng, sạch sẽ, người tuổi Mậu Tuất có thể bổ sung thêm cây xanh hoặc tiểu cảnh hòn non bộ nhỏ để kích vượng nguồn năng lượng tích cực, thúc đẩy tài khí hanh thông, làm ăn kinh doanh ngày càng thuận lợi. Xét về phương diện sự nghiệp, theo dõi tử vi tuần của tuổi Mậu Tuất, vận trình sự nghiệp của con giáp này đang tiến triển khá tốt. Bản mệnh được quý nhân tam hợp che chở và nâng đỡ, hứa hẹn nhiều điểm sáng mới rất đáng mong đợi. Các thần này hỗ trợ tuổi Mậu Tuất khá tốt trong việc mở rộng các mối quan hệ xã giao nơi công sở. Bạn vừa được cấp trên hậu thuẫn, lại có cấp dưới đồng lòng, đồng nghiệp nhiệt tình, mọi việc tiến triển theo đúng kế hoạch. Có thể nói, tuần này thấy rõ dấu hiệu thăng tiến trong sự nghiệp của con giáp này. Bằng nỗ lực và sự phấn đấu không ngừng nghỉ, cộng thêm chút hài hòa về vận thế, bản mệnh đang gặt hái những thành quả hết sức xứng đáng. Đây cũng là một tuần thuận lợi để con giáp này mạnh dạn tiến hành các kế hoạch, dự định lớn lao mà đã ấp ủ từ lâu. Đừng quá lo lắng, hãy cứ tự tin vào năng lực của mình, cố hết khả năng, rồi bạn sẽ đạt được những thành tích đáng tự hào bằng chính đôi tay của mình. Lại thêm sự xuất hiện của thiên ấn, công việc tiến triển tốt theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ. Ngoài ra, bản mệnh còn dễ hợp tác thành công, ký kết không ít hợp đồng béo bở, đem lại lợi nhuận không nhỏ cho công ty và cả bản thân. Tuy nhiên, mệnh chủ vẫn cần lưu ý, thành công nhưng đừng vội đắc ý kẻo hút vận tiểu nhân quấy phá, lợi bất cập hại, thắng không kiêu, bại không nản, đó mới là thái độ đúng đắn của người tài giỏi. Theo phi tinh tuần, sao lục bạch chủ chức vụ bay vào cung chính nam, tại đây tuổi Mậu Tuất nên chú ý bố trí đồ đạc gọn gàng, sạch sẽ, nếu có thể, hãy bổ sung thêm cây xanh, tiểu cảnh hay hòn non bộ tại đó để tăng cường cát khí, giúp công việc thêm hanh thông, suôn sẻ. Vâng, quý vị thân mến, chương trình đến đây xin phép được khép lại. Chúc quý bản mệnh tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, nắm được vận mệnh phú quý. Chúc quý cô bác viên mãn, sức khỏe dồi dào, bình an và hạnh phúc. Bên cạnh đó, quý cô bác đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập chương trình và cập nhật những video bổ ích trong thời gian sớm nhất quý cô bác nhé. Minh Đường Tử Vi xin kính chào và hẹn gặp lại quý cô bác trong chương trình tiếp theo.